Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn tập lại lý thuyết của thời động từ hiện tại đơn nhé. Trong video này sẽ có 5 phần chính. Thứ nhất, đó là cách sử dụng của thời hiện tại đơn. Thứ hai, đó là những công thức của thời hiện tại đơn. Thứ ba, là những từ ngữ, dấu hiệu nhận biết của thời hiện tại đơn. Thứ tư, là những ví dụ của thời động từ này. Và thứ năm cuối cùng, đó là cách chia động từ hiện tại đơn. Vậy thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả những hành động như thế nào nhỉ? Cách sử dụng đầu tiên của thời hiện tại đơn đó là hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả những hành động là một sự thật hiển nhiên hoặc một chân lý. Ví dụ ta có câu sau: The earth goes around the sun. Câu này có nghĩa là trái đất quay xung quanh mặt trời. Đó là một sự thật hiển nhiên đã được khoa học chứng minh. Cách sử dụng thứ hai của thời hiện tại đơn đó là hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả những hành động là lịch trình, là thời gian biểu. Ví dụ ta có The bus leaves at 8 o'clock. Câu này có nghĩa là xe ô tô buýt rời bến lúc 8 giờ sáng. Đây là lịch trình của ô tô buýt hàng ngày, cho nên chúng ta cũng sử dụng thời hiện tại đơn để diễn tả hành động này. Thứ ba, hiện tại đơn còn được sử dụng để nói về thói quen hàng ngày, thường dùng với những từ như là every day, every night, often hoặc là never. Ví dụ, I have a big breakfast every day. Câu này mang nghĩa là tôi có một bữa ăn sáng rất là to vào mỗi ngày. Bước sang phần thứ hai, đó là phần công thức của thời hiện tại đơn. Đầu tiên ta sẽ có sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ to be. Chủ ngữ là I thì sẽ đi kèm với to be là am. Chủ ngữ là he, she, it hoặc những danh từ số ít, ta sẽ có to be là is. Chủ ngữ là you, we, they hoặc những danh từ số nhiều, ta sẽ có to be là are. Tiếp theo sẽ là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và trợ động từ. Chủ ngữ là he, she, it thì sẽ đi kèm với trợ động từ là does. Chủ ngữ là I, we, you, they thì sẽ đi kèm với trợ động từ là do. Bước vào phần tiếp theo là cấu trúc câu cụ thể. Thầy khẳng định ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng am, is, are rồi đến tân ngữ, hoặc là chủ ngữ cộng động từ hiện tại rồi đến tân ngữ. Thầy phủ định ta thêm not vào phía sau trợ động từ và ta có công thức chủ ngữ cộng am not, isn't hoặc là aren't cộng đến tân ngữ, hoặc là chủ ngữ cộng don't, doesn't rồi đến động từ không chia rồi đến tân ngữ. Thể nghi vấn có từ để hỏi, ta để từ để hỏi lên đầu câu. Ta có công thức từ để hỏi cộng am, is, are cộng chủ ngữ, hoặc là từ để hỏi cộng do, does rồi đến chủ ngữ, động từ không chia và tân ngữ. Thể nghi vấn yes, no question, ta sẽ đảo trợ động từ đứng lên đầu câu. Am, is, are cộng chủ ngữ rồi đến tân ngữ, hoặc là do, does cộng chủ ngữ rồi đến động từ không chia và tân ngữ. Trả lời cho câu hỏi này ta sẽ có yes, chủ ngữ cộng trợ động từ, hoặc là no, chủ ngữ rồi đến trợ động từ not. Có một lưu ý, đó là những động từ đứng sau trợ động từ là do hoặc là does sẽ là những động từ nguyên thể không chia. Bước sang phần thứ 3, đó là dấu hiệu nhận biết. Thời hiện tại đơn có thể được nhận biết bởi những trạng từ chỉ tần suất, ví dụ như always là luôn luôn, usually và often thường xuyên, sometimes thỉnh thoảng, rarely hầu như không và never không bao giờ. Once a day, một lần một ngày, twice a week, hai lần mỗi tuần, 3 times a month, 3 lần mỗi tháng và 4 times a year, 4 lần mỗi năm. Hoặc là every cộng danh từ chỉ thời gian, ví dụ every day, mỗi ngày, every night, mỗi đêm, every week, mỗi tuần, every month, mỗi tháng, every year là mỗi năm. Sang phần 4, ví dụ, ta sẽ có những câu ví dụ sau. Thì khẳng định ta sẽ có câu she often goes to school on foot. Cô ấy thường xuyên đi bộ tới trường. Thể phủ định ta có câu she doesn't go to school on foot. Cô ấy không đi bộ tới trường. Thể nghi vấn có từ để hỏi, ta sẽ có câu how does she go to school? Cô ấy đến trường bằng cách nào vậy? Và câu trả lời là she goes to school on foot. Thể nghi vấn yes no question, ta sẽ có câu does she go to school on foot? Cô ấy có đi bộ tới trường không? Yes, she does. Có, cô ấy hay đi bộ tới trường đấy. Sang phần tiếp theo là những quy tắc chia động từ ở hiện tại đơn. Những quy tắc này áp dụng
khi mà chủ ngữ là he, she, it hoặc những danh từ số ít đứng làm chủ ngữ. Đối với đa số các động từ, khi chia ở hiện tại đơn, ta chỉ cần thêm s vào phía sau động từ đó. Ví dụ ta có từ work là works, từ help thì là helps. Các động từ kết thúc bằng một phụ âm cộng chữ y dài, ta đổi chữ y dài thành chữ y ngắn và thêm es. Ta có từ fly thì thành flies, study thì thành studies. Các động từ kết thúc bằng một nguyên âm cộng y dài, ta chỉ cần thêm s vào sau. Ví dụ ta có từ buy thì thành buys, play thì thành plays. Những động từ mà kết thúc bởi những đuôi như là o, ch, sh, ss, s hoặc là x thì ta thêm es vào đằng sau. Ví dụ ta có từ go thì thành goes, watch thì thành watches. Và đó là kết thúc của video lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo nhé.